Dạ, xin mến chào quý vị, hiện tại mình đang mặt tại nhà tèo quý vị. Cũng lời nói đầu tiên cho mình chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe, thành công việc ha. Quý vị nào xem nhớ đăng ký nhấn chuông, gặp nhật những video tiếp theo quý vị. Thì nay bên tèo tiếp tục về một số phô mai tới quý phục vụ cho quý vị video hôm nay ha. Thì địa chỉ ở đây mình xin nhắc lại quý vị, chợ gạo Tiền Giang ha. Mình cũng thay mặt tèo cảm ơn quý vị đã ủng hộ những video trước đây. Rồi chào tèo ơi. Dạ chào anh Trường, chào mấy anh em chơi cờ cảnh trên cả nước ha. Bữa nay em cũng về cũng hai mấy phôi, có phôi cũ phôi mới nha mình nè. Rồi còn mình em xem clip và ủng hộ. Rồi giờ cái số 1 rồi bạn. Một cốt tay canh đều, chiều cao nó 1m12 anh, cao 1m12, quần nó 27 anh, 27 tính 26, tính 26 rồi. 27 yếu rồi, tại có mấy cái cắn nở nữa. Rồi tay cành đều, một cốt trật tay cành đều quý vị. Mã số 1 giá luôn tèo ơi. Mã số 1 vô luôn 900 anh. Mã số 1 900 quý vị, bao ship quý vị toàn quốc ha. Mã số 2, chiều cao nó 70 anh, cao 70, 27 anh. Rồi 27 chuẩn. Đế đều. Mã số 2 có giá luôn tèo ơi. Mã số 2 cho luôn 950 anh. Mã số 2 950 quý vị. Mã số 3, chiều cao 70 anh, cao 70 quý vị. 29 quỳnh chuẩn anh. Rồi 29 chuẩn. Cái này xuống đây nở quý vị, cũ nở ha. Về cắt cộng để treo để lấy cũ chơi quý vị. Mã số 3 giá là tèo ơi. Mã số 3 vô luôn 1.3 anh. Mã số 3 1.3 quý vị. Mã số 4, một cốt trật quý vị, chiều cao 90 anh, cao 90. Ừ. 25 chuẩn anh. Rồi 25 quý vị. 25 yếu. Trật. Giá luôn tèo ơi. Mã số 4 em giao luôn 700 anh. Mã số 4 700 quý vị. Số 5 3, chiều cao nó 34 anh. Cao 34. 21. 21 chuẩn anh. Rồi. Cụ đế quý vị. Đâm ha. Mã số 5 giá luôn tèo. Mã số 5 vô lưu 300 anh. Mã số 5 300. Mã số 6, chiều cao tới mặt bầu nó 69 anh. Cao 69. Quần 21 tính anh. Rồi 21 yếu, tính 20 đi quý vị. 21 yếu là trừ rồi đi. Mã số 6, giá toàn vụ chơi nha mấy anh. Giá luôn tèo ơi, mã số 6. Mã số 6 em vô luôn 250 anh. Mã số 6 250 ha quý vị. Nghe tưởng 250 không chứ. Mã số 7, một cây cốt trực lắc 7 nha. Tông cao, tay cành đều. Chiều cao nó 1m9 đấy anh. Cao 1m9 quý vị. Nó hai vị trí đo nha anh, nó hơi bóp. Thôi đo vị trí thôi. 24, 25 yếu tới 24 quý vị. 25 tính 24. Để đẹp nha mấy anh em. Đế nó đều quá vậy, đế rất là đều ha, cái này. Cây sạch tuột lên mạnh nè. Tay cành rất đều quá vậy, cây này lên tuột mạnh nè ha. Giá luôn tèo ơi. Mã số 7 em vô luôn 1.4 anh. Mã số 7 1.4 quá vậy. Số 8, chiều cao nó 36 anh. Cao 36. Giá 33. 33 anh. Rồi. Chừng sổ nó khoảng 2 tấc quá vậy. Găng tay ha.
Mà số 8 giá luôn tèo ơi. Mà số 8 vô luôn 1,5 triệu anh. Mà số 8 triệu rưỡi quá vậy. Mà số 9. Chiều cao 88 anh. Cao 88. 23 tính 22 luôn rồi. Rồi 23 yếu tính 22 hợp lệ quá vậy. Yếu yếu nửa phần tính trừ đi. Để điều. Mini. Giá luôn tèo ơi. Mã số 9 vô luôn 250 anh. Mã số 9 250. Mã số 10. Cái này bầu bự vậy. Chiều cao 56 anh. Cao 56 cái gì? 18 Hoàng anh. Rồi 18. Tiền nào của nấy quý vị. Mã số 10 giá luôn tèo ơi. Mã số 10 vô luôn 108 anh. Mã số 10 108. Cái đó rút lại bầu. Mã số 11. Song thụ. Huynh đệ. Chiều cao 68 anh. Cao 68. Thôi em đo cho hai đo từng cây thôi. Cao vậy nha. 37. 38 yếu tính 37 anh. Rồi, cây tiếp theo. 33 32 yếu, anh. 32. Tổng hai cây anh. Tổng hai cây 61. 61 quý vị. Cây này về quý vị tách ra trồng hai cây cũng được ha. Còn nếu mà quý vị mua ở chậu thì để hai cây trồng cũng được ha, tùy ha. Tại vì cái này tách ra vẫn được quý vị. Mua một được hai. Mà về trồng lại để như vậy cũng được. Giá luôn tèo ơi. 31 vô luôn 2 triệu anh. 31 2 triệu quý vị. Mã 12. Chiều cao 70 anh. Cao 70. 27. Quỳnh 28 anh. Rồi 28. Giá luôn tèo ơi, mã 12. Mã 12 vô luôn 950 anh. Mã 12 950. Mã 13. Chiều cao 58 anh. Cao 58. Quỳnh 26 anh. Rồi. Cây xịt tược hết rồi anh, xịt tược gốc hết nè. Xịt tược đầu luôn. Lên nhựa, xịt tược. Giá luôn tèo ơi. Mã 13 vô luôn 400 anh. 13 400. Mã 14. Cốt ta cầm. Chiều cao nó 1m2 anh. Cao 1m2. 24 chuẩn anh. Rồi 24 chuẩn quá vậy. Cây lên nhựa nó xịt tuột mạnh nên đây quá vậy. Em không nuôi luôn. Trên đây trên cành nào cũng xịt tuột hết. Giá luôn tèo ơi, mã 14. Mã 14 cho luôn 850 anh. Mã 14 850. Mã 15. Chị ba nha. Chiều cao 35 anh. Cao 35. 30 chẩn. Quỳnh 30 chẩn anh. Rồi. Đơm bệ nha. Giá luôn tèo. 35 nha em vô luôn 1 triệu anh. 35 triệu quý vị. Chiều cao nó 1m anh. Cao 1m. 29 anh. Rồi. Giá luôn tèo ơi. Mã 16 em vô luôn 700. Mã 16 700. Mã 17. Mã cao. Chật nha. Chiều cao nó 1m8 anh. Cao 1m8 quá vậy.
36 yếu tính 35 anh. Rồi. Giá luôn Tèo ơi. 17. Mã 17 em giao luôn 1.9 anh. Mã 17 1.9. Mã 18. Cây lồng lực quá vậy. Một cốt lồng lực nha anh em. Chiều cao 66 anh. Cao 66. Cao 40 chữ. 40 chữ anh. Rồi. Giá luôn Tèo. Mã 18 em giao luôn 5.8, 5.9 anh. 5.9 quá vậy, mã 18. Cái này mình em về lật xuống cho nó bay luôn nha anh em. Nó thì siêu. Chiều cao nó mét tư anh. Cao mét tư quá vậy. 32 chữ anh. Rồi 32. Giá luôn Tèo ơi, mã 19. Mã 19 anh vô luôn 2.3 anh. Mã 19 2.3. Mã 20. 20 cũng là một cây bay. Chiều cao nó mét tư anh. Cao mét tư quá vậy. 25 chữ anh. Rồi 25. Thế ôm cục nha. Cộng lực được lực không? Mã 20 giá luôn Tèo ơi. Mã 20 em giao luôn 9.5 anh. Mã 20 9.5. Mã 21 cũng là một cây bay. Chiều cao 64 anh. Cao 64. 28 hoành chẳng anh. 28 hoành. Cũ quá vậy. Sổ cũng gần hơn tắt ha. Đây chân. Chân bự bự không. Còng rất bự quá vậy. Đây. Cũ đặc quá vậy. Sổ hơn gần tắt, hơn tắt quá. Giá luôn Tèo, mã 21. Mã 21 cho luôn 1.000.000 anh. 21 triệu quá vậy. Mã 22. Mã 22 cây siêu. Lật xuống 3 cũng được. Chiều cao 56 anh. 30 chữ. 30 chữ anh. Đế xe lộn quá vậy. Cái nằm trong chậu à. Xe lộn trong cái chậu mà. Hơi yếu quá. Giá luôn Tèo. 32. Mã 32 cho luôn 1.000.000 luôn anh. 32 triệu gì thì tiền nào của đấy ha. Mã 33. Chiều cao 1.4 anh. Cao 1.4 quá vậy. Ba mươi mốt chữ anh. Rồi 31 quá vậy. Rồi giá luôn Tèo. 53. 53 cho luôn 1.1 anh. 53 1.1.
34, một cây trực tay cầm đều, một cốt đầu vô đưa chuột quý vị, tay cầm tứ diện luôn ha, dư luôn. Chiều cao nó 1,5 m anh, cao 1,5 m quý vị. Bốn mốt chuẩn anh, rồi 41 quý vị. Cái này nó cũng bị lũa cái nha anh em, nó bị lũa đây ha, nó bổ cái lẻ này nha, xử lý keo ha, xử lý keo cứng này, sam cứng này, ngón tay em đút vô vừa nó sẽ lũa cái rễ này xuống. Rồi tổng thể tay cành của vậy rất đều ha, bỏ tứ diện của vậy, tay cành lật lật ha. Rồi 34 giá luôn Tèo ơi. 34 giá luôn 7,8 triệu anh. 34 7,8 triệu quý vị. Rồi mã 25 tới chút cuối cùng cây phôi lớn nha mấy anh em. Chiều cao nó 1,08 m anh. Cao 1,08 m quý vị. Năm 59 tính 58 thôi anh. Rồi 59 tính 58 quý vị. Cái này bệ nở ha quý vị. Sổ nó 3 tất 3 anh. Tổng nồi đế Tèo ơi. Tổng nồi đế nó 18 anh, 19 đi, 18. Đây bể để lớn nha anh. Cái này nó một cốt lên mấy thằng Tèo? Một cốt lên 3 thân. 3 thân quý vị, cái này quýnh về quýnh thằng đa quý vị. Còn quý vị thích bonsai thì rút lại bonsai vẫn được ha. Cái này mình rút cái cốt này xuống tí là mình lấy cốt chủ lên. Chỉ cần có sẵn quý vị. Quýnh để tàng này rồi quýnh tàng đa nha. Tàng đa. Tàng đa. Tàng đào bung ra đẹp lắm. Giá Tèo ơi, mã 25. 35 em cho luôn 36 triệu anh, bao ship 200 cây số em anh. Rồi tiếp theo là mã 26. Dạ mã 26. Cũng cây tàng đa luôn quý vị. Cây này cũng tàng đa, 5 thân nha mấy anh. Chiều cao nó 1,5 m anh. Cao 1,5 m thì mấy kẽm này là bên Tèo cảo vô hả quý vị? Cảo nha mấy anh, cảo này cho nó chỉnh cây lại ha. Còn về về quý vị không thích thì cứ tháo kẽm ra quý vị cắt lại định hình đây ha. Thì mỗi người cái tầm mắt khác nhau quý vị. 73 hoành chuẩn anh. Rồi 73 hoành quý vị. Đường kính bầu cái này nhiêu Tèo ơi? Đường kính bầu nó 95 anh. Rồi. Tổng nồi đế nó. Tổng nồi đế nó 260 đây. Tổng nồi đế 260 quý vị. Cây này thì nó sạch cây ha, nó không lỗ hang bọc một bọng gì ha quý vị. Cây này giờ cũng hiếm kiếm lắm anh em ơi. 74 hoành, 73 hoành này. 3 hoành. Cây này được sạch lớn quý vị. Có mà giá trị nó cao lắm anh nè. Đúng rồi, tiền quái quá vậy. Chứ cây này nếu mà nó mọc cốt mà đế đẹp thì giá trị mình nói thì cũng nằm hơn cái tiền trăm rồi. Thì quý vị mua chơi cây cũng biết rồi ha. Để mấy anh em tham khảo rồi. Không em. 26 giá cho luôn Tèo ơi. Dạ mã 26 cho luôn 65 triệu anh, bao ship 200 cây số lên mấy anh. 65 triệu bao ship cái gì 200 km ha. Là hết hả Tèo? Còn cây nhỏ. Rồi mã 27 tiếp. Em tham khảo cây túi quý lớn này ủng hộ em nha. Quý vị nào thiện chí cứ alo trực tiếp Tèo, quý vị chốt một cặp này thì cứ để giá tốt cho quý vị ha. Bớt tiền cà phê pháo phí vận chuyển quý vị. Rồi tiếp theo là mã 27. Tiếp theo mã 27 là túi quý bonsai nha anh. 3 cây bonsai. Thần chậu 3 cây. Về trồng lại vô cái chậu ha quý vị. Chiều cao tới mặt chậu mặt xây nó là 35 anh. Rồi. Đo thử mình lo thử cây 2 cây thôi.
13 anh. Rồi. Dạ. 12 anh. Rồi. Giá luôn tèo. Mã 27. Mã 27 em giao lưu 450 anh. 450 quý vị, bao ship toàn quốc ha. Bao ship toàn quốc. Rồi. Hết hả tèo? Dạ hết rồi. Dạ, mã 27 là cũng cuối clip em cũng chúc anh em làm ăn phát tài ha. Rồi. Nhiều sức khỏe. Và mong anh em xem clip và ủng hộ em. Rồi.